Tết Trung Thu tại giáo xứ Thới Hòa, giáo hạt Bến Cát. Trong bầu không khí rộn ràng vui tươi của dịp Tết Trung Thu vào thứ Hai ngày 24 tháng 9 năm 2018, Ban Giáo lý và huynh trưởng giáo xứ Thới Hòa đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ do cha chánh xứ Đa Minh Trạch Cao Xuân Khải chủ tế. Trong bài giảng lễ, Cha chia sẻ rất vui vì rất đông các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ đến tham dự. Hơn nữa, cha hát tặng các em những lời hát mộc mạc nhưng chứa đầy tình yêu thương. Kết thúc thánh lễ là phần làm phép quà trung thu và trao hơn 2.300 phần quà cho các em thiếu nhi. Sau thánh lễ là chương trình văn nghệ, khai mạc cho chương trình, cha xứ Đa Minh Trạch đã nói lên ý nghĩa ngày Tết Trung Thu và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các em. Tiếp theo chương trình là các tiết mục thời trang và văn nghệ cây nhà lá vườn, vừa vui tươi vừa sôi động do các anh chị huynh trưởng, các bạn thiếu nhi trong giáo xứ và các em đến từ trường mầm non tương lai thể hiện. Ngày vui Tết Trung thu khép lại lúc 20 giờ 30 phút, ra về ai cũng vui vẻ hân hoan cảm tạ tình yêu thiên Chúa vì những ngày mưa gió đã qua và Trung thu hồng ân vì không một giọt mưa nào.